Chào các bạn. Và bây giờ món thứ hai của hôm nay là món cá hấp. Cái này mình mua cá đồng đá. Bây giờ mình phải làm. Này là cá chiên. Đây mình làm cá nha. Ok, bây giờ cơm chín rồi. Cả nhà mình ăn cơm nha. Mời mọi người ăn cơm luôn. Yeah. Ăn cơm thôi, mọi người ăn cơm tối rồi. Yeah.
xem. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại vào mọi người vào video lần sau. Bye bye. Bye bye đi con. Hãy đến xem bye bye.